chưa trồng xuống những bó hoa đăng kỳ. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Đừng mua hàng của Trường Thành Audio quý vị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì Trường Thành toàn bán cho những anh em có nghề thôi, có số má trong nghề thôi quý vị ạ. Đây, hãy đi cùng với Quang Trường nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có mặt tại thành phố Nam Định quý vị này. Điện máy Hùng Cường nha mọi người. Và anh Cường thì rất tin tưởng Trường Thành Audio và đặt trọn niềm tin vào Trường Thành để ngày hôm nay anh sắm cho gia đình mình một bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp nha mọi người. Ở hệ thống điện máy của gia đình anh Cường thì chúng ta sẽ xem nào. Anh chuyên về hệ thống điện máy quý vị ạ. Đây, chúng ta sẽ đi vào bên trong này nhá. Rồi, cameraman đi nhanh lên. Đó. Và ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm hot quý vị nhá. Đặc biệt quý vị ạ, trong cái cấu hình này thì Quang Trường ấn tượng nhất đó chính là một chiếc vang số liền công suất của thương hiệu Vatasa Audio. Đây chính là một trong những cái giải pháp để chúng ta xử lý lắp được với rất nhiều những hệ thống loa này để thu được một cái chất lượng thanh tốt nhất. Và đây, quý vị hãy cùng với Quang Trường nhá. Chúng ta sẽ đi vào bên trong nha. Đây là cái showroom của gia đình nhà anh Cường quý vị này. Ai ở thành phố Nam Định thì cứ qua đây mua sắm nhá. Nồi cơm điện, rất nhiều thứ quý vị ạ. Đó, và chờ sẽ để giày dép bên ngoài nhá. Đây. Vào đây thì ai cần nồi cơm điện hay là những cái dụng cụ điện máy quý vị này, cứ qua gia đình nhà anh Cường. Đấy, Quang Trường thấy rất nhiều hàng xịn quý vị nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên. Hình như là lắp âm thanh ở bên trên quý vị ạ. Đó. Đây. Với những anh em điện máy thì vâng ạ. Đây thì quý vị, chúng ta sẽ cùng đi lên bên trên nhá với Quang Trường. Trường Thành Audio rất là vinh dự được rất nhiều khách hàng, từ những người làm điện máy hay là những khách hàng kinh doanh doanh nhân thì ủng hộ rất là nhiều. Đó. À, cái không gian này là ngày hôm nay mình lắp ở đây đúng không ạ? Vâng. Đó, đẹp quá chị ạ. Đây thì quý vị, hôm nay thì anh Cường bận một chút quý vị ạ, không có ở nhà. Cho nên là Quang Trường và anh em kỹ thuật của Trường Thành thì sẽ lắp rất là nhanh thôi. Lát chúng ta sẽ nghiên cứu làm sao để một cặp loa cây nha mọi người. Đó, nghiên cứu có thể chúng ta để cái vị trí này. Nếu mà cái giá kệ này của gia đình anh, bởi vì anh cũng gửi hình ảnh cho Trường Thành trước rồi. Đó, sau khi tư vấn thì chúng ta sẽ nghiên cứu. Một là có thể để bên dưới thì nó sẽ chuẩn hơn. Đó. Tuy nhiên cái này nếu mà để lên trên thì nó cũng được, nhưng mà về thẩm mỹ nó không được đẹp lắm ạ. Vâng. Đấy. À, và tức là đây anh chị muốn để bên này nữa đúng không ạ? Vâng. Còn bên đây thì sao? Cái này thì chắc là mình phải di rời đi hả? Nếu mà mình muốn để. Vâng, thế lát thì anh em sẽ di rời cho chị nhé. Đó. Nói chung là cũng đẹp lắm, nhìn bên ngoài rất là ok. Vâng. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lắp đặt nha mọi người. Đó. Xem hỏi ông chủ đâu rồi, về giao lưu với em Quang Trường một chút. À, ông chủ ham thể thao. Ở đây bây giờ thì đội ngũ của Trường Thành Audio đã hoàn thành xong toàn bộ rồi nha mọi người. Và bây giờ quay trở sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn từng thiết bị có trong combo này. Và tại sao chúng ta cần lại phải phối ghép rất nhiều thiết bị lại với nhau. Và đầu tiên quý vị sẽ thấy nha, cũng rất là ấn tượng với một cặp loa phiên bản đặc biệt nha mọi người. Spec, đây là dòng Euro 803 Spec Edition nha mọi người. Và với một cái màu đen rất là huyền bí. Với một cái phiên bản đặc biệt này của nhà Paramax thì cho chúng ta một cái lối thiết kế rất hay, rất đẹp mắt. Trong cái tầm giá này thì đây cũng là một trong những cặp loa rất xứng đáng để cho quý vị và các bạn chúng ta đầu tư nha mọi người. Thiết kế rất đẹp, lôi cuốn này, có 3 bát nha quý vị, có 3 loa bát và một loa chép. Và trong cái cấu hình này thì chúng ta lại được trang bị thêm một giải siêu trầm rất ấn tượng cho mọi người. Đó chính là một chiếc loa siêu trầm
rất cao cấp đến từ nhà hãng Pop Audio HTS-12. Đây là dòng loa siêu trầm bass 12 in cho mọi người, cực kỳ bán chạy trong thời gian qua. Gần như những cái bộ dàn cao cấp thì cũng rất khó có thể từ chối được những dòng loa sắp điện Actic Bass 30 đến từ nhà Pop Audio nha mọi người. Với những dòng sắp điện này thì Trường Thành Audio sẽ thường xuyên phối ghép với rất nhiều những mẫu loa cây nha mọi người, hay là những mẫu loa nằm rất nhiều. Và đặc biệt thưa quý vị, trong rất nhiều cái giải pháp để chúng ta tìm được một cái màu âm tốt nhất thì dĩ nhiên chúng ta cần phải tìm đến những công nghệ âm ly hàng đầu nha mọi người, hay là vang số liền công suất. Trong cái combo ngày hôm nay thì Trường Thành Audio sử dụng một chiếc vang số cao cấp liền công suất đến từ nhà Vatasa Audio danh tiếng nha mọi người. Đây, và khi chúng ta sử dụng một chiếc vang số liền công suất cao cấp này thì chúng ta sẽ tìm được một cái màu âm rất là hay. Có rất nhiều cách để chúng ta phối ghép, nhưng mà dĩ nhiên với một cặp loa của Panamax chẳng hạn này, hay rất nhiều những cái hệ thống loa cao cấp khác, thì khi chúng ta có được một cái công nghệ lõi đến từ nhà Vatasa Audio danh tiếng chẳng hạn, đặc biệt là trên cái dòng HC600, thì chúng ta phối ghép với những cái mẫu loa cây hoặc loa nằm hay loa full, quý vị để ý nhé, thì cái dòng vang số này nó có cái công nghệ lõi, nó cho ra cái chất lượng âm thanh rất là hay nha quý vị, thiết kế rất đẹp mắt quý vị này. Và đây nó được trang bị một cái màn cảm ứng rất là lớn, quý vị có thể tăng giảm âm lượng ở đây quý vị này. Đó, chúng ta chỉ cần chạm vào đây rất là nhẹ này, và chúng ta có rất nhiều cái chế độ ở đây để quý vị và các bạn chúng ta lựa chọn nha. Và ở đây nó lại có một cái nút chiết áp rất to, cực kỳ sang trọng nha mọi người. Và với cái dòng vang số liền công suất này, hay chúng ta vẫn gọi âm ly số này, thì nó lại được trang bị thêm hai tai micro đấy, để cho quý vị và các bạn chúng ta kết hợp để giải trí hát karaoke. Và trong rất nhiều những cái giải pháp phối ghép thưa quý vị, để chúng ta khai thác được một cái màu âm tốt nhất thì giống như những cái bộ dàn âm thanh high-end đỉnh cao thôi, thì gần như chúng ta cần phải tìm đến những cái công nghệ hàng đầu của mỗi hãng nha mọi người. Nếu mà để có một cái giải siêu trầm ấn tượng cao cấp thì chúng ta rất khó có thể bỏ qua được công nghệ của Pop Audio, đúng không ạ? Và trong một cái tầm giá loa cây vừa nghe được này, hát karaoke được, thiết kế đẹp mắt, thì chúng ta rất khó có thể bỏ qua được mẫu loa phiên bản đặc biệt của nhà Panamax nha mọi người, Euro 803 Spectio, đúng không ạ? Edison đó. Và để chúng ta có được một cái công nghệ vang số liền công suất tốt thì chúng ta không thể bỏ qua công nghệ lõi đến từ nhà hãng Vatasa Audio danh tiếng với sản phẩm HC600. Và với những quý vị nào nha, chúng ta đang rất muốn để được trải nghiệm nghe thử tiếng music hay là một bản karaoke, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm. Anh ngồi nghe cô gái này chờ, chuyện trò nhỏ nhiều anh đưa sang sâu, anh thầm thương cô gái này chờ. Ngày ngày anh xa thăm em, nhà em đi đưa anh cứ bị vui, cô đợi cô chờ luôn ta thương nhau trên trong sâu trong những bóng đêm. Một câu hỏi anh lại trao đưa câu hỏi cũ sắc cũ quay môi bạn thương ai anh rồi dưới đời. Quay lưng nghe tim mình quặn
rồi thì toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với Trường Thành Audio và đặc biệt là Quang Trường. Ngày hôm nay thì chúng ta đã bàn giao xong cho gia đình nhà anh Cường nha mọi người. Một bộ dàn âm thanh rất là ấn tượng và vừa rồi thì Quang Trường cũng đã chia sẻ và giới thiệu rất chi tiết đến cho quý vị và các bạn rồi. Và để chúng ta sở hữu cho mình những bộ dàn âm thanh chất lượng nha, từ phân khúc bình dân đến cao cấp, thì quý vị hãy nhấc máy và gọi đến cho Trường Thành Audio nha. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn rất nhiều những cái giải pháp âm thanh và rất nhiều những cái giải pháp phối ghép chuẩn kỹ thuật để cho quý vị và các bạn chúng ta tìm được những bộ dàn âm thanh vừa nghe hay quý vị này, bày đẹp và hát karaoke hay là xem phim sử dụng đa năng với cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Vậy thì quý vị và các bạn cảm thấy clip hữu ích nha, hãy nhớ cho Trường Thành Audio và đặc biệt là Quang Trường xin một nút like quý vị này, rồi share kênh và đặc biệt là đừng quên nhấn nút subscribe để cập nhật rất nhiều những clip mới nhất đến từ Trường Thành Audio. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong một clip gần nhất. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.